Xin chào quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng hướng dẫn cho các em học sinh tự học môn toán lớp 2 ở nhà theo bộ sách Cánh Diều, bài 30, phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 tiếp theo. Hôm trước thì chúng ta đã học bài này ở tiết 1 rồi. Chúng ta đã thực hiện các phép cộng giữa hai số hạng, cái tổng mà hai số hạng đều là số có hai chữ số. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, mà ở đó là trong cái tổng thì có một số hạng có hai chữ số, số hạng còn lại là có một chữ số. Đó. Thì cách thực hiện như thế nào? Thì chúng ta cùng hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là cách đặt tính. Chúng ta đặt số hạng thứ nhất ở trên, rồi dấu cộng, rồi số hạng thứ hai ở dưới. Số hạng thứ hai là chỉ có một chữ số, nghĩa là nó chỉ có hàng đơn vị, nên chúng ta đặt thẳng cột với hàng đơn vị của số 47. Đó. Rồi chúng ta gạch ngang qua. Sau đó chúng ta thực hiện phép tính lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Chúng ta lấy 7 cộng 5 bằng 12. Chúng ta viết 2, nhớ 1. Chúng ta có thể chấm một chấm. Hướng dẫn các em chấm một chấm vào đây để cho các em nhớ. 4, nhớ 1. 4 thêm 1 được 5, viết 5. Đây, 4 thêm 1 được 5, viết 5. Như vậy chúng ta có phép tính cộng là 47 cộng 5 bằng 52. À, chúng ta cùng làm các cái bài tập để nhớ thêm về cách cộng hai số hạng khi trong đó có một số hạng là chỉ có một chữ số. Chúng ta đi làm bài tập thứ nhất. Yêu cầu bài 1 là tính. Ở đây là người ta đã đặt tính cho chúng ta rồi. Ở đây các em lưu ý nè. Số 6 đặt thẳng hàng cột với số 5 của số 25. Ở đây cũng vậy. Đó, người ta đặt thẳng cột. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện cộng từ phải sang trái. Bây giờ cùng hướng dẫn các em làm từng câu một. Câu thứ nhất, 25 cộng 6. Chúng ta thấy lấy là chúng ta cộng từ phải sang trái. Chúng ta lấy 5 cộng với 6 là bằng 11. Viết 1, nhớ 1. Chúng ta chấm vào đây để cho nhớ. 2 thêm 1 bằng 3. Viết 3. Như vậy thì 25 cộng 6 bằng 31. Tương tự 58 cộng 4, chúng ta lấy là tính từ phải sang trái. 8 cộng 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy 58 cộng 4 bằng 62. Câu tiếp theo, 63 cộng 8, chúng ta cũng thực hiện từ phải sang trái. 3 cộng 8 bằng 11, viết 1 nhớ 1. Chúng ta có thể chấm vào đây để nhớ. 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. Như vậy, 63 cộng 8 bằng 71. Câu tiếp theo, 77 cộng 7. Chúng ta lấy 7 cộng 7 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, viết 8. Như vậy, 77 cộng 7 bằng 84. Chúng ta cùng đi điền kết quả vào các cái phép tính mà thầy vừa hướng dẫn. Như vậy thì chúng ta đã điền kết quả đúng vào các phép tính. Chúng ta sang bài tập số 2. Yêu cầu bài tập số 2 là đặt tính rồi tính. Thì chúng ta sẽ dựa vào cách đặt tính ở bài tập số 1. Để chúng ta đặt tính cho nó chính xác. Thì thầy có cái cách đặt tính như sau. Chúng ta cùng hướng dẫn. Đây là cách đặt tính của 6 cái bài tập trong bài 2. Đó. Các em lưu ý là số 6 ở sau nè, đặt dưới cùng số 9. Lưu ý ở cái số hạng thứ hai là chúng ta đặt ở hàng đơn vị. Lưu ý cái điểm này. Rồi, chúng ta cùng thực hiện phép tính. 7 cộng 4 bằng 11, viết 1, nhớ 1. Viết 1, chúng ta thành cột như thế này. 3 thêm 1 bằng 4, viết 4. Như vậy, 37 cộng 4 bằng 41.
Câu tiếp theo. 46 cộng 5. Chúng ta lấy 6 cộng 5 bằng 11. Viết 1. Nhớ 1. 4 thêm 1 là bằng 5. Viết 5. Như vậy, 46 cộng 5 bằng 51. Và tiếp theo, 9 cộng 6 bằng 15. Viết 5. Nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. Viết 9. Bài tiếp theo, 29 cộng 9. Chúng ta lấy 9 cộng 9 bằng 18. Viết 8. Nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. Viết 3. Như vậy, 29 cộng 9 bằng 38. 66 cộng 7. Chúng ta lấy 6 cộng 7 bằng 13. Viết 3. Nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. Viết 7. Như vậy, 66 cộng 7 bằng 73. Câu tiếp theo, 53 cộng 8. Chúng ta lấy 3 cộng 8 bằng 11. Viết 1, nhớ 1. 5 thêm 1 là 6. Viết 6. Như vậy, 53 cộng 8 bằng 61. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Ta sang bài tập số 3. Bài toán là 3. Tìm chữ số bị chú âm che khuất trong mỗi phép tính sau. Như vậy, ở đây trong mỗi phép tính, người ta đã tính ra rồi nhưng mà bị chú âm này che bớt đi một số. Nhiệm vụ chúng ta tìm cái số nào, chúng ta đoán thử, chúng ta nhẩm tính và đoán con số mà chú âm này che. Ví dụ như ở phép tính thứ nhất, 36 cộng 7 bằng bao nhiêu? Chúng ta phải tính ra để đoán thử con số nào mà chú âm che ở trong này. Ví dụ như 6 cộng 7 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, viết 4. Như vậy ở đây là chắc chắn là con số 4 và chú âm này đang che con số 4. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhẩm tìm được cái con số ở trên này. Con số ở đây, chỗ đây, vị trí đây. Chúng ta cùng đi thử nhẩm tính nè. Đây. Số thứ nhất nè, chú em che nè, 6 cộng 7 bằng 13, viết 3 nhớ 1, 3 thêm 1 là được 4, chúng ta viết số 4, như vậy là chú em che số 4. Ở đây, chú em che con số nào đây? Con số nào cộng với 2 được 8? Chúng ta phải nhẩm con số nào cộng với 2 được 8. Như vậy, chúng ta nhẩm ra được là con số 6 sẽ cộng với 2 là bằng 8. Chúng ta nhẩm thử phép tính này đúng hay chưa? 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. Không có nhớ. 7, viết 7. Như vậy, 76 cộng 2 bằng 78. Như vậy, chú em đã chia con số 6 của số 76, chữ số 6 của số 76. Ở đây, chú em chia con số gì đây? Chúng ta cùng thực hiện phép tính nè. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1. Nhớ 1. Mà ở đây có số 2 rồi. Như vậy, mấy thêm 1 bằng 2 thì chúng ta sẽ đoán được là nhẩm được là đây là số 1. 1 thêm 1 bằng 2. Chúng ta cùng nhẩm lại thử phép tính thử đúng hay sai. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. Như vậy là có kết quả đúng. Như vậy, ở đây chú em chia số 1. Như vậy, chúng ta nhìn thấy nè. Ở phép tính thứ nhất, chú em chia số 4. Phép tính thứ hai, chú em chia số 6. Phép tính thứ ba là chú em chia số 1. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Đây là kết quả đúng. Chúng ta sang bài tập số 4. Đây là bài toán có lời văn. Nhi bạch xe được 87 cm, Khôi bạch xe hơn Nhi 5 cm. Ở đây chúng ta lưu ý là hơn 5 cm. Hỏi Khôi bạch xe được bao nhiêu cm? Đề toán cho biết Nhi bạch xe là 87 cm, Khôi thì hơn Nhi là 5 cm. Đề toán hỏi gì? Hỏi Khôi bạch xe được bao nhiêu cm? Như vậy chúng ta sẽ trình bày bài giải này và câu lời giải. Người ta hỏi gì thì chúng ta trả lời như thế đó. Người ta hỏi Khôi bạch xe được bao nhiêu cm
Thì chúng ta trả lời rằng là khôi bật xe được số cm là. Và ở đây chúng ta làm phép tính cộng, bởi vì là khôi bật hơn nhi, hơn thì chúng ta thực hiện phép cộng. Chúng ta lấy 87 cộng 5 là bằng 92 cm. Đây chúng ta cùng điền kết quả vào bài tập. Bài giải khôi bật xe được số cm là, chúng ta lấy 87 cộng 5. Kết quả là 92. Đáp số là 92. Đó là toàn bộ 4 bài tập trong bài 30 phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 tiếp theo. Xin chào quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Hẹn gặp lại trong các video sau.